Nè, biết nè, mẹ chỉ có một trái dâu này thôi á. Chồng đã đời chỉ có một trái thôi, giờ mẹ con mình chia nha. Mẹ cắn cho con phần chín nhất cho nó đỡ chua nha. Ôi, nó chua rồi. Mẹ cho con nè. Con không ăn hả? Trái dâu mẹ chồng lâu vậy mà con không ăn hả? Chua quá biết nè. Rồi nè, trời ơi nó né luôn nè, cho ăn nè, hửi cái này thôi luôn, hay quá ta, trời nó chua má hú, chua quá bên này ơi. Ăn nó trong nó ngọt. Phần trong ngọt, màu trắng ngọt, màu đỏ chua. Ủa lạ lùng vậy. Trong ngọt, ngoài chua. Sao còn mấy chục trái nữa. Đừng buồn nha.